Ngọc Diệp xin chào quý vị, cô chú anh chị và các bạn thân mến. Em chào chị. Rồi chị chào quý vị khán giả đi. Xin chào Ngọc Diệp. Xin chào ông bà, cô chú, anh chị em trên cộng đồng mạng, trong nước và ngoài nước. Xin chúc ông bà, cô chú, anh chị em được nhiều sức khỏe, may mắn, thành công trong cuộc sống. Rồi, chị cho quý vị khán giả cũng như các anh sắp đến với chị á, biết là chị tên gì, sinh năm bao nhiêu và mình đến từ đâu? Chị tên là Vũ Thị Hiền Trinh, sinh năm 1966, chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, quý vị, cô chú, anh chị và các bạn thân mến, nếu xem á, thấy khuôn mặt của chị Trinh nó hơi gieo mắt một chút á, là do hiện tại là ngồi cái chỗ này nè, mặt trời ở trên đầu có cái dù ở ngoài, mặt trời nó chiếu thẳng vô nó hơi bị chói đó, mong là thông cảm, tại vì quay chỗ này thì khi ánh sáng nó đủ, còn ở trong kia nó hơi tối nha quý vị. Để tiếp tục cuộc trò chuyện á, chị có cho phép em sử dụng hình ảnh cũng như là video đăng lên mạng xã hội và không xóa được nha chị? Chị đồng ý. Dạ. Chị chịu trách nhiệm lời mình nói trong video này. Chị đồng ý. Rồi hiện nay tình trạng hôn nhân của mình ra sao rồi chị? Chị ly hôn chồng chị là năm 2008, là 16 năm rồi. Dạ, cũng lâu chị ha. Ừ. Rồi chị với anh có bao nhiêu người con? Chị có một người con gái mới gả chồng rồi, bữa nay có cháu ngoại rồi. Có người con gái mới lấy cái gả chồng rồi? Dạ, gả chồng rồi năm 2023. Hồi nãy chị nói em nghe không rõ là nước ngoài hả? Không, ý là mới gả chồng hồi năm ngoái. À. Mới gả chồng người Hoa chứ không phải người nước ngoài. Thì người Hoa mà ở Việt Nam hay là? Ở Việt Nam. À. Rồi bữa nay có đứa cháu ngoại, thằng cháu ngoại 7 tháng à. Dạ. Có ở gần chị không? Ở bên quận 5 em, rồi vợ chồng con gái cũng có nhà riêng rồi. Ừ. Rồi hiện nay thì mình ở nhà mình hay nhà trọ? Chị ở nhà gia đình chị cũng có một căn nhà riêng mà chị cho thuê nguyên căn rồi, nhà đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. À. Rồi chị cho thuê một tháng được 9 triệu. Tại chị có một mình chị ở thì nó uổng. Dạ. Yeah. Nó cũng buồn đó, thành ra chị về chị ở chung với gia đình chị ở bên đường Cô Giang á. À đúng rồi. Thì nhà gia đình, nhà má chị thì chợ, còn mình má chị với lại thằng em trai thôi. À. Chị lấy một cái phòng ở trong cái căn nhà đó chị ở. À. Săn sóc mẹ chị luôn á. Rồi cũng tiện mà chị ha. Thứ nhất là mình vừa săn sóc mẹ luôn. Dạ. Rồi ở với em trai với mẹ ông già cũng vui nữa, chứ mình ở bên kia cái ăn giọng già rộng quá mà ở con mình nữa thì. Đúng rồi. Mình cho thuê tháng 9 triệu cũng ngon mà. Đúng rồi. Rồi hiện nay mình làm công việc gì để sinh sống chị? Chị làm thợ may. Lương có ổn đủ sống không? Cũng đủ sống. Thôi thì mình làm kiếm thêm được nhiều rồi ha. Chứ còn có nhà trọ hỗ trợ rồi mà lo nha. Đúng rồi. Này là nhà nguyên căn chứ đâu phải nhà trọ đúng không chị? Là cho thuê nhà nguyên một căn luôn. Cho thuê nguyên căn luôn, nhà mặt tiền đường Thích Quảng Đức. Dạ. Yeah. Hẹn gì mới có giá 9 triệu một tháng. Đúng rồi. Mà từ lúc mình chia tay với ông xã tới bây giờ thì mình có quen thêm người nào không chị? Không có quen ai hết. Ở mình tới giờ luôn. Ở mình tới giờ. Hôm nay con gái đi lấy chồng nữa thì một mình buồn và cô đơn ha. Gái đi lấy chồng bây giờ nó vợ chồng nó có nhà riêng rồi. Có mình ở đây cũng buồn quá. Chị cao nhiêu, nặng nhiêu? Chị cao 1m55, nặng 60kg. Dạ. Rồi, trong cuộc sống mình có điểm mạnh, điểm yếu gì chị cho các anh biết đi. Chị được cái chị điểm mạnh là chị siêng lắm. Yeah. Chị lĩnh quẩn ở trong nhà, chị nấu cơm rồi chị làm đủ thứ hết đó, giờ chị may đồ, chị xong rồi là ngơi ra là không có ngủ trưa luôn á. Chị tính chị siêng từ nhỏ lớn, nhưng mà có cái chị về này được cái là chị giỏi kiếm tiền. Yeah. Từ nhỏ lớn là lúc nào chị cũng kiếm ra tiền hết á. Lúc nhiều lúc ít, lúc nào cũng kiếm ra tiền, nhưng mà cái nội trợ thì chị không bằng người ta, cũng nấu ăn cũng tạm được thôi chứ cũng. Rồi cái điểm yếu của mình,
thì điểm yếu là nội trợ không à, bằng người ta đó. Dạ. Nhưng mà ăn thì cũng được đâu. Thôi ăn được là được rồi. Rồi ngoài những lúc mà công việc xong xuôi rảnh rỗi thì chị có sở thích gì không? Hồi lúc trước á, thì mấy năm trước á, thì chị thích đi hát karaoke với đi hát với nhau này kia đó, mà giờ sao tự nhiên không thích nó rồi chán. Mà giờ chị thích khiêu vũ à. Thì hoặc là xem người ta khiêu vũ, coi trên mạng á, mấy người nước ngoài á người ta khiêu vũ. Rồi hy vọng sau cái video này có anh nào đồng cảm với chị ha, về cuối tuần rồi mình đi hát với dâu với khiêu vũ rồi ha. Hy vọng vậy đi ha. Cảm ơn em. Rồi trong cuộc sống hàng ngày chị có khó tánh gì không? Chị là cái cũng kỹ lưỡng sạch sẽ thôi là được rồi. Chị tính chị kỹ lắm, sạch sẽ giống như bác sĩ vậy. Thật ra trong nhà vậy, chị mua cồn, mua nước rửa tay này kia nhiều lắm. Yeah. Người nào phải sạch sẽ mà ở với chị được chứ đừng có ở dơ. Thì cuộc sống mà phải sạch sẽ thôi chị, nó thích như đỡ nhiều cái bệnh ngoài ý muốn. Thì đó, mình tính mình kỹ lắm. Nhưng rồi hôm nay đến với chương trình nè, thì chị cũng đã giới thiệu bản thân rồi. Thì giờ chị cứ nêu cái quan điểm của mình ra, là cái ý trung dân của mình sắp đến đó, nó như thế nào. Chị nói rõ nghe, không nói chung chung nè, thấy nhiều anh chị lên cứ nói chung chung á, nhiều anh nghe hiểu lầm. Chị muốn anh đó là độ tuổi từ đâu đến đâu mới hợp với mình? Từ 58 tuổi trở lên, bằng tuổi chị trở lên. Bằng tuổi chị trở lên hả? Ừ. Rồi, à, chiều cao cân nặng? Chiều cao cân nặng thì không có quan trọng. Quan trọng là tấm lòng người đó là tốt, mà biết thương yêu rồi lo cho mình á. Yeah. Biết thương yêu quan tâm lo cho chị được rồi chứ không quan trọng ngoại hình. Rồi công ăn việc làm như thế nào? Có công ăn việc làm ổn định được rồi. Ừ. Rồi còn không có là sao? Không có thì tới gặp nhau rồi vợ chồng rồi thí dụ có tính đến nhau thì bàn tính tiếp. Rồi chị cũng dễ ha. Ừ. Như chị nay thì có nhà cho thuê nè, đang ở với mẹ thì có lương cho thuê hàng tháng được 9 triệu nữa. Ừ. Là cũng ổn định rồi đó. Ừ. Chị muốn anh đó có nhà cửa gì không? Có thì càng tốt, mà không có thì về ở với chị cũng được, tại chị cũng ở có mình chị à. Yeah. Rồi ngoài đó ra thì chị muốn là tính tình anh đó như thế nào? Khó tánh, có tánh gia trưởng không? Thôi nó đừng có tính gia trưởng. Với lại là chị cái anh đó là đừng có nhậu nha. Đi lâu lâu đi đám xá này kia thì uống xã giao thôi, chứ đừng có ngày nào cũng nhậu là chị không có chấp nhận. Dạ. Quý vị xem cũng thông cảm cho chị đang ngồi, nói chung là ở trên đầu có cái dù, kế bên có cái chân dù, chắc quý vị cũng thấy đó. Thì xung quanh rất là nắng luôn, nó hơi bị chói mắt á, chá chá này nó hơi vô veo mắt. Ngoài đó ra thì chị cứ nêu quan điểm của mình rõ ra cho các anh biết, em chỉ là cái người gợi ý thôi. Chị còn nhớ gì không? Thôi em gợi ý tiếp ha. Ví dụ như là rượu chè thuốc lá. Thì thuốc lá thì hút thì cũng được mà hút ít thôi. Còn rượu là tuyệt đối đừng có uống nha. Khi nào có đám xá đi đám cưới thì kia đi xã giao, uống xã giao thì được chứ đừng có nhậu mỗi ngày. Về phần con cái này thì chị là có một mình con gái lấy chồng rồi. Rất là thoải mái, không vướng bận nữa. Thì theo tuổi chị thì em cũng biết là các con chị và con anh tới với nhau cũng lớn rồi. Nhưng mà theo quy định chương trình thì bắt buộc không phải hỏi. Thì chị là muốn anh đó là về phần con cái nó như thế nào? Thì nếu mà anh có con thì cũng phải có hỏi ý kiến con anh có chấp nhận cho anh tới với chị không? Thì cái đó chắc chắn thì anh phải hỏi rồi. Nhưng ý em hỏi là có vướng bận con cái không á? Thôi đừng có vướng bận con cái. Là con cái lớn, một là chưa lấy lập gia đình thì cũng phải công ăn việc làm rớm và liên tư ha. Dạ. Cho tự lo bản thân của các con cái của anh ha. Dạ. Cũng như hoặc là lấy chồng lấy vợ là liên tư với con chị ha. Dạ. Để hai người về nó dễ hơn phải không? Dạ. Em cũng nói sơ sơ thôi, là mong mà chị hiểu mà với các anh hiểu. Dạ. Rồi chị muốn gì ở anh đó nữa không thì nói luôn đi, em chỉ người gợi ý thôi mà, chứ lẽ giờ em nói hết luôn tính ra em đi tiễn luôn á.
tại vì sao vì khi em gợi ý ra hết một lần cũng được nữa, mà vì cái đó là do gợi ý của em. Còn em muốn là để các anh chị lại đây tự nói cái nửa yêu thương của mình ra nó hay hơn. Dạ. Thì chị nhìn đây nè chị. Chị muốn cho cái anh, muốn là anh đó quan tâm tới chị. Đó, thì mới nói quan tâm lo lắng cho chị chút xíu. Rồi phần tôn giáo sao chị? Tôn giáo thì chị đạo Công giáo, nhưng mà anh đó có đạo thì càng tốt, còn không có thì đạo ai người đấy theo cũng được, không sao. Yeah. Rồi cũng đơn giản ha. Rồi vậy thôi chị, đơn giản quá mà. Chủ thực lên chương trình giới thiệu bản thân thì chỉ khúc mắc nằm ở chỗ công ăn việc làm và già cửa thôi. Dạ. Yeah. Với là tình cảm thôi. Thì yeah, chương trình cũng chỉ hỏi nhiêu đó thôi. Dạ. Yeah. Chị thì chị nói luôn rồi, thì dù anh có già thì càng tốt, không già thì về ở với chị rồi thì cũng không có gì đó. Tình là tiêu chuẩn của chị cũng đâu có cao. Dạ. Yeah. Đơn giản. Vậy thôi thì chị gửi lời gì đến các anh đi. Thôi chị gửi lời tới các anh này, anh nào mà có để ý học nhãn với em thì liên hệ với Ngọc Diệp và để mình kết nối. Dạ. Rồi coi tìm hiểu con có đi xa hơn được không. Rồi thì chị đơn giản quá thì em cũng xin ngưng tại đây ha. Chứ giờ mình hỏi nữa vòng vòng nó cũng vậy, nó cũng đi ngoài đề mà chủ. Dạ. Lực thì nó cũng nhiêu đó thôi. Dạ. Rồi em cảm ơn chị đến với chương trình ha. Rồi. Dạ. Chị chào quý vị khán giả đi. Xin chào quý vị khán giả. Chào các anh chị em trên cộng đồng mạng. Rồi, hy vọng là sau cái video này em đăng lên thì anh nào thấy chị đây đồng cảm thì liên hệ với chương trình gấp ha. Rồi sau đó về tìm hiểu thêm. Trước khi kết thúc video, Ngọc Diệp cũng cầu chúc quý vị, cô chú, anh chị một ngày sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Rồi em chào chị. Rồi.